tôi xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Anh em thấy tụi tôi bận đồ màu gì, đã biết làm clip cái gì rồi đó. Đúng rồi. Hôm nay tôi quyết định sẽ thực hiện một cái thử thách sử dụng tất cả đồ màu trắng. Và tôi cũng nói cho anh em biết là anh Quang gia đình vừa mới tạo thêm hai kênh. Anh em hãy qua đó bấm đăng ký của kênh anh Quang Victory. Thấy anh Quang là thấy bị bóp rồi. Và kênh của anh Định. Anh em hãy qua bên đó đăng ký thì lâu lâu sẽ có thêm clip cho anh em coi nha. Ba mình màu trắng, thằng bên kia không trắng tí nào. Vậy đi, bỏ nó lại đi, bỏ nó ra. Chơi vậy chơi bạn bè, chơi vậy không được nha. Anh em nhìn lại đi, chống nắng thôi. Trời ơi, cái gì chắc tin vậy? Thì ra thôi, có người nào hãy nữ giữ đi, chú ý chân lại bóp tùm lum rồi. Đúng rồi, anh nói đúng rồi, anh nói hay quá mà. Anh em, tôi chưa sử dụng tiền chiêu của tôi, đó là tiền chiêu lâu quá chưa sử dụng anh em à. Trời ơi, để cho ông đẻ đi chứ ba. Bây giờ thì tôi với anh Tuấn và anh Định, anh Quang sẽ đi xuống dưới chợ để kiếm mua cái gì màu trắng để đem về thực hiện thử thách cho anh em coi. Ba ngoài không có cá chứ gì đây hết trơn á. Tôi phải để dành nắm giống nồi của tôi nữa. Hiện tại thì team của tụi tôi đã đi tới chợ rồi. Mà nãy giờ tụi tôi dòm á thì toàn là khác như là màu đỏ, là màu vàng được không à. Màu trắng rất là ít luôn nha anh em. Còn như màu trắng là bún với bột. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm mua một thịt bột củ năng và một ký bún. Ok anh em, tôi vừa mới thấy cái quầy bún ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ bay vô đây tôi mua bún. Lấy con một ký bún đi con. Chà, ở đây có bức dừa cũng màu trắng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bánh tim, con bánh tim đây nè con. Con bánh bún bánh tim quá dễ thương luôn. Wow, ở đây toàn là màu trắng luôn nha. Đó, tôi vừa mới phát hiện ra. Wow, cái này là cái gì mà đẹp quá vậy cô? Gạo, gạo màu trắng luôn. Cái này là cái nước cốt dừa nha anh em, màu trắng luôn. Tôi sẽ vô trong đây tôi mua một ký bột củ năng. Đây người ta xay dừa ra nè. Đó. Bên đây là sẽ ra nước dừa. Đây, tôi mua một ký bột trắng đây. Bột trắng ngon đó. Một ký bột này về chơi là chắc là đủ rồi. Alo cô ơi, đừng cắn tao nha. Còn là 3 miếng. Cái này chiên ăn nhưng mà cái này nó màu vàng, mình mua màu trắng mà. Giờ lấy con 3 miếng này cô. Rồi tiền đâu, trả tiền đi. Tiền đâu bà? Có tiền luôn đó. Em mua là mũ em la dữ hả? Em vô đây em kiếm chuyện em quậy hay gì? Cái này có là má bánh bò rất là dễ thương luôn. Anh bán cho em một miếng bánh bò đi anh. Ủa cái bánh này là bánh gì lạ vậy ta? Màu trắng luôn nè. À bánh tiêu. Thì bánh tiêu mình sẽ chiên lên thì nó ra màu vàng rồi. Đó, bánh bò rất là ngon luôn. Một miếng bao nhiêu tiền vậy anh? Dạ. Vậy anh lấy em hai miếng đi. Hai miếng là 10.000 nha anh em. Hai miếng bánh bò. Anh Đức. Gì nữa? Ai mua hai miếng, ai ăn ai nhịn. Thì người nào mua người đó ăn. Ai ăn sao mẹ? Ừ. Ông Đức sao? Hãy nhịn chứ sao? Oh shit. Đó ba kìa, chẳng qua cho tao ba kìa. Tôi nói nãy giờ một cái chơi kỳ cục quá. Thú gì vậy? Làm gì mà nhìn ghê vậy? Nhìn ghê. Xin lỗi em nha, đại diện đó xin lỗi em. Tôi phát hiện ở đây có bánh phồng tôm màu trắng nha. Ok, quyết định lấy một cái bánh màu trắng về. Trời ơi, hộp cơm của người ta mày cũng dám lấy luôn hả? Cái này cái gì vậy? Táo gì lạ vậy? Lê mà. Lê Hàn Quốc, ăn hơi bị ngon. Ok, mà sao cái mũi bị gì vậy? Bị mụn ba ơi. Chứ không phải bị ghệ hung hả? Cái màu trắng này nè, chắc tôi mua cái này quá. Ủa anh Đức rồi, anh Đức. Ở ngoài kia tôi thấy màu trắng quá trời luôn kìa. Bây giờ tôi sẽ kéo vào bên đó để thực hiện cái màu trắng. Được, hôm nay anh em toàn màu trắng không nha anh em. Màu trắng nè, vô. Anh Quang đang đi kiếm đồ màu trắng. Cá chảo ăn gì mới. Cá chảo hả? Vậy mày muốn ăn không? Cá chảo ngon nè, hay ăn biệt đội rồi siêu đẹp. Anh em ơi, nãy giờ toàn là mua đồ ăn không à. Thì bây giờ chúng tôi sẽ mua nước uống. Mà màu trắng thì tất nhiên nó là sữa rồi. Đây, sữa chua rất là nhiều luôn. Mua quay clip chứ phải mua cho em uống. Mua sữa cho em đi. Ủa, em uống. Thì đúng rồi, thì em tập thể thao nhiều, em cần sữa để bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ anh uống gỗ nguyên tem này nhịn hả? Tất nhiên là nguyên tem phải nhịn. Ngưng động thời gian. Tiền chiêu mới của tôi đó anh em. Tiền chiêu này
sao giống bóp vú lông châu thủ đã bị thất truyền. Làm như tập bây giờ cho tao ăn có làm như quá khôn lường, rất là lợi hại luôn. Anh nước quá thì gái đẹp anh em, đây hai chị em đẹp của mày đó hả? Thôi lên làm chuyện lấy ra con mặt anh. Ok anh em, tất cả đồ màu trắng tôi đã mua đồ về rồi nha. Đó thì có bún, sữa chua, lê, bánh hồng tôm, đậu hũ. Cái này là heroin, đấy không phải. Cái này là bột củ năng. Ủa, cái bánh bột của tao sao bị dính bột rồi? Chơi vụ quá dính anh ơi. Oh, à, shit. Trời ơi. Bây giờ tôi sẽ chọn món ăn đầu tiên, đó chính là bún. Tôi mua về 1 ký bún lần. Ủa Đức, bún hạn với tương đúng không? Gì ba, nên thử đắp màu trắng mà, tôi màu đen mà. Đúng rồi. Chỉ làm gì? Ăn cái này nè. Chơi gì vậy? Định đi chơi gì nguy hiểm vậy? Muối thôi mà. À, ăn với muối. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử review món ăn bún chấm muối. Đây vậy, bún trộn muối. Người mặn tới ốc luôn. À, vô. Đó, bây giờ tôi bỏ bún vô đây. Bây giờ tụi tôi nghĩ là một cuộc thi ăn bún truyền miệng. What? Anh sẽ bị cấm thi bây giờ đó chứ mà truyền miệng. Chủ yếu là mình ăn thử bún với muối để mình review thôi nha anh em. Rồi anh Tú sẽ là người ăn đầu tiên nha anh em. Ok anh em, ăn là phải có sự chuyên nghiệp xíu nha. Đó có muối nè. Như trên mạng là rất miếng muối cho đừng có. Em cũng là hàng không mặn mà. Trời ơi, các chị ăn tùm lum gì ba. Có nhiều quá sợ nó mặn. Trộn. Nó mặn quá à. Mặn hả? Trời ơi, mày ăn đi, heo ăn vậy. Được. Mày lấy bún chấm với muối à. Mặn quá. Ừ. Ăn nha, không có nhả nha. Nó ăn với muối là làm như sổ lãi. Ăn với muối mà là. Trời ơi. Dúa mặt lên coi. Mặn. Trời, nó nuốt trọng luôn rồi. Nuốt trọng rồi, không nhai. Trời, tao tới định. Ba cái món quỷ. Yeah, anh định lấy chấm nhiều đi. Ba. Trời. Trời ơi. Trời, ăn có gì đâu. Hại anh định thôi chứ cái gì đâu. Được. Ôi mặn rồi nha. Mặn quá nó nhả nước miếng lên người tôi nè. Bây giờ cái lượt tôi. Nước lẹ. Nước 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 nước. Ê à, nước 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 nước. Từ từ để đây cái rồi. Oh no. Tiếp anh, tiếp review tiếp đi. Ôi lấy cái bây giờ cái con bún này ăn nó chán lắm. Mình sẽ lấy một miếng bột. À bột. Mình để lên tay. À đó, mình xa. Trời ơi. Ghê. Tôi sẽ để bún lên. Có sự chuyên nghiệp nhẹ nha anh em. Dò viên cái miếng bún vô lại. Cắm vô. À. Cắm vô là lăn lăn bột nữa. Hay lắm. Ai mượn mày rất gần nè. Mặn quá. Nói vô là mấy thằng ông nội này. Nó chơi vô nữa rồi. Biết rồi cái clip của tôi không có biết là sao nữa. Rồi. Đức dơ mày lóc mà. Cái gì vô? Cái gì? Ha ha, muốn dơ phải không? Bây giờ sẽ chơi tới cái này. Trời. Ủa? Bây giờ chơi chúng ta sẽ chơi thử thách chạy bộng. Hả? Người ta kêu là bây giờ là đã thử thách là màu trắng. Cho rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy bột làm cái gì mới được? Chúng ta nhúng tóc cho nhau. À ok rồi. Vô tới đâu đây. Vô tới đâu đây. Vô đâu đó mới trả lời ơi. Anh em nghĩ sao? Mới giờ clip của tôi thử thách đồ ăn chơi dễ trơn mà anh em coi tim tụi tôi nè, bây giờ trắng tinh hết trơn rồi. Anh em thấy trên YouTube có cái nhóm YouTuber này mà những cái nhóm này không? Nó quậy, ta nói nó quậy quá trời quậy luôn rồi. Trời ơi, anh em chơi tấm trắng hả? Trời ơi, tấm trắng chơi dơ quá. Trời ơi, dơ. Ok, không nói gì nữa, tiếp tục thử thách thôi. Bây giờ mỗi người sẽ ăn một hũ sữa chua. Đây, một hũ sữa chua. Đây nè. Còn cái mày thói gì hổ hoài vậy? Còn không ăn. Như sương mù vậy. Cái nhà tôi đi vô đây sương mù. Con mắt lông mi tôi dính tùm lum hết trơn. Biết là con na màu vàng rồi nó thành màu trắng. Rồi vô đây. Bây giờ mỗi người một hũ sữa chua. Sữa chua mà tôi tưởng sữa chua là giờ mình sẽ miết lại. Thì sữa chua mình ăn á là mình muốn miết với cái gì mình miết. Ví dụ như giờ tôi ăn sữa chua tôi sẽ miết với Lê. Rồi ví dụ anh Hoàng á anh muốn miết với con này không muốn. Đúng rồi. Đó bây giờ tôi sẽ mở sữa chua ra. Để mở giùm cho. Rồi. Đủ. Ở nhìn má chua mít chi lê ngon lắm rồi. Wow, sữa chua là màu trắng nha. Chưa. Bây giờ tôi sẽ lấy chua quay mày ăn rồi. Thôi ăn. Thôi vậy mày ăn luôn đi. Rồi nè. Rồi ăn đi.
Lời gì mà nó nhiễu ra. Trời ơi, cái ăn thiệt. Sao không? Ngon, cũng như là dầu trái cây. Dầu trái cây á. Dầu trái cây hả? Là ua trái cây. À. Wow. Ủa, nó biết cái này thì bây giờ tôi biết cái gì bây giờ? Bún mặn. Trời. Bún mặn với sữa chua sao anh nói? Ăn thôi mày ngon, ngọt 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 ngọt. À, vậy mày ăn đi. Cái này của tao. Đây, anh Quang muốn ăn bún sữa chua. Trời ơi. Ghê. Ngon không? Ngon mà. Trời, lại vậy ngon luôn hả? Bây giờ, từ bún nó không màu không vậy. Trời. Nè, hiểu rồi, vậy là anh Tuấn muốn biết này, anh Tuấn phải ăn. Khó lắm. Đúng rồi, biết này phải ăn đi. Em phải ăn mới được. Rồi, ăn đi. Bây giờ anh Tuấn anh sẽ biết đó là đưa này tao ăn. Sữa chua, chung với tàu hủ. Ăn của mình bạn, nãy giờ bạn ăn rồi, hãy ăn cái này. Rồi, ăn thử rồi. Sao ăn chùm lắm vậy? Đó. Đây anh em, đây là tàu hủ chung với sữa chua nha. Đó, bây giờ anh Tuấn anh sẽ biết cho mình coi. Cũng được mà, cũng ngon mà. Đậu hủ đâu có bị gì đâu. À, tại vì cái mùi sữa chua nó ác, cái đậu hủ cho nên nó ngon anh em. Ờ, thấy chưa? Ngon ngon. Vậy có nghĩa là tất cả các thứ mà mình mix với sữa chua là ăn rất là ngon luôn. À, ngon ngon. Rồi, à, anh Định bây giờ anh sẽ mix sữa chua với bánh bò. Tôi thấy bánh bò toàn dính bột, không ăn vô nhợn 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 theo. Sai rồi. Wow. Ý. Ngon ngon. Rồi. Trời. Oh, shit. Nước miếng của tao á. Dơ quá. Còn mày nữa. Mày ăn cái gì? Mày nói gì mày sợ tao vậy hả? Bây giờ mày tính sao đây? Gì đâu không à. Tôi đề nghị là anh em á là phải chơi đàng hoàng, không được chơi vô nữa. Nó chuẩn bị nó chết con người em nữa nè. Mày làm cái gì vậy? Mày nói lỗi tao em à. Trời ơi, nó chết luôn tao. Cái gì vậy? Thôi, tôi có làm cái gì đâu. Mấy kia nó chơi dơ mà tự nhiên. Anh em coi nè, nó lấy sữa chua nó đổ lên trên đầu của tôi nè. Mà tôi có làm gì đó đâu. Thằng khai thằng ấm mở này nè. Cho nó, cậu nhà nó cho tôi. Dạ, ai biểu anh già chạy chậm chứ. Bây giờ ba anh em mình phải lập kế hoạch liên minh lại xử nó mới được. Đến đến đến. Gì? Chồng còn một cái chua nữa. Vô. Rồi nó đang ngồi kênh em. Bây giờ đếm 1, 2, 3, ba anh em mình ba vô ôm nó. Cho okay. Sữa chua nó lên. Nó nhanh nó sẽ đùa đùa. Quay phá gì đây? Quay quay xuống hết cho tao. Cổ biết đâu biết này nè. Đâu biết đâu. Cổ biết đâu biết nè. Ăn hết ba cái bún đi. Rồi tao tha cho. Để lên. Ăn hết ba cái bún. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Kiếm bộ. Đại ký ăn tao hết. Giờ lỗi nhà. Bắt mày ăn hết thế này mới cho vô nhà. Trời ơi, quan quậy quá. Tao có thời điểm hôm nay là không được quậy. Nhưng mà tự nhiên cái quậy tùm lum hết trơn. Trời ơi, làm gì đó vậy? Ăn không ngon hết trơn. Trời ơi, phá hoài vậy. Mày đi luôn nha. Mày về á. Tao thấy cậu này. Mày vô sắp luôn. Trời ơi, nó thúc lại nha anh em. Nói em thấy hơi một đá nha. Kiểu này chắc anh em của tôi đó. Tên luôn rồi. Hết trời nhạc.